Một trong những ước mơ xa xỉ nhất mà ai trong chúng ta đều đã từng muốn đó chính là một lần được nhỏ lạ. Để hiện thực hóa giấc mơ đó, những nét vẽ đáng yêu, xinh xắn đến từ thiết kế ví hoa của Legas sẽ là tấm vé thời gian đưa bạn quay trở về một tuổi thơ thật đáng nhớ. Bạn đã chọn được chiếc vé tuổi thơ gam màu yêu thích chưa nhỉ? Nếu chưa thì hãy cùng Legas tìm hiểu sự thú vị trong bộ sưu tập của màu ví hoa lần này nhé! Một chiếc ví dài cầm tay hoa với kích thước ngang 19.5cm, rộng 10cm sẽ giúp bạn mang theo được điện thoại, tiền mà không mất đi sự nhỏ nhắn, nhẹ nhàng. Cùng với thiết kế phần bông hoa nổi bật sẽ mang đến sự mới mẻ và sáng tạo trong outfit hàng ngày. Mở đầu bộ sưu tập ví hoa lần này là một gam màu vàng nổi bật nhưng không hề chói mắt mà đằm thắm, đậm đà như ươm đầy nắng. Mang chiếc ví hoa gam màu vàng chanh này sẽ khiến bạn thật rạng rỡ và thật nhiều năng lượng tích cực. Metallic là dòng da được xử lý để có bề mặt lấp lánh ánh kim, thế nên sản phẩm ví hoa xanh Metallic lần này của Legas bạn sẽ thấy có hiệu ứng bóng nhẹ, nhất là ở dưới ánh nắng mặt trời. Đây cũng là lần đầu tiên Legas ứng dụng dòng da này tại các sản phẩm để mang đến một làn gió mới mẻ và khác biệt. Cỏ úa, một gam màu mới lạ tại Legas, không quá cầu kỳ, phô trương nhưng lại mang nét sâu sắc, có độ mềm mướt khi nhìn kỹ vào từng thứ da, chắc chắn sẽ là item phù hợp với bạn khi tiết trời vào thu. Cầm trên tay chiếc ví hoa gam màu trắng, bạn sẽ thấy sự tỉ mỉ, nghiêm khắc của người thợ da. Những đường may mềm mại, cẩn thận không thua kém thương hiệu lớn nào. Chiếc túi màu trắng không một vết bẩn dường như đã trải qua khâu kiểm duyệt vô cùng gắt gao. Điều độc đáo nhất của ví hoa hồng tôm chính là bề mặt da bóng mịn cực đẹp mắt, tạo cái nhìn trẻ trung và hiện đại. Điểm thêm một đóa hoa xanh xinh tươi khiến chiếc ví càng thêm điệu và hút mắt. Nếu là một cô nàng ngọt ngào, bạn đừng bỏ qua chiếc ví hoa màu này nhé. Không phải ngẫu nhiên mà những gam màu pastel lại được yêu thích nhiều đến vậy bởi sự nhẹ nhàng, dịu nhẹ và mát mắt. Chiếc ví hoa phiên bản màu tím pastel mang đến lần này sẽ giúp cho bạn trở nên nữ tính hơn, lãng mạn hơn, tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Phối hai gam màu nhẹ nhàng xanh da trời và trắng, hoa trong phiên bản này sẽ khiến bạn trở nên cực kỳ nhã nhặn và thanh khiết. Nếu là một người thích style nhẹ nhàng và nữ tính thì chiếc ví hoa này sẽ rất phù hợp cho outfit của bạn đó. Một chút sắc thái đậm, nhiều chút ngọt ngào từ gam màu hồng fuchsia đằm thắm. Với những ai muốn thử sức làm mới bản thân hoặc không thích sự đơn giản, an toàn thì sắc hồng mới lạ này từ Legas sẽ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Một gam màu đen an toàn và quen thuộc nhưng tại bộ sưu tập ví hoa lần này của Legas với phần điểm xuyến bông hoa vàng nhũ nổi bật, tổng thể chiếc ví toát lên vẻ sang chảnh và lộng lẫy. Hoa đen hạt phối vàng nhũ sẽ khiến cho chủ nhân của mình trở nên vô cùng quyến rũ và thu hút mọi ánh nhìn. Khép lại bộ sưu tập màu sắc lần này của ví hoa là một sắc xanh độc đáo và nổi bật. Sắc xanh bọ nẹt luôn thu hút mọi người bởi nét đẹp rất riêng. Đặc biệt trong phiên bản ví hoa lần này, cùng với phần hoa phối chăn xanh lại càng tăng thêm sự cá tính, thu hút. Legas mong rằng bộ sưu tập mới này sẽ góp thêm nét ngọt ngào vào outfit mùa hè này của bạn. Để đặt hàng, hãy comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Legas để được tư vấn mọi thắc mắc. Thợ da Legas xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo.